Lindan. Lindan. ¿Me pone? Con vui lấy giấy giáp con viết ra, con chép lại cho nó đỡ là xấu. Ok. Gì vậy? Biết to thế. Mà to quá. Hôm nay á? Vâng. Năm nay. Không phải tẩy nữa, viết lên đây. N Chữ đầu viết hoa chứ. Tí nữa vào viết à hoa đúng nhá. Thôi viết rồi. nháp không cần. Đây của chị này, chị đi tên đi. À, sao lại có thêm tờ nữa? À, đây là tờ của em. Nhầm. Năm N Sao lại kể nhiều thế? U A. Đó, biết chữ thêm một thức này kẻ đẹp không? Đấy gì? Mẹ Hay lấy bút đỏ ra mẹ kẻ cho đẹp nhỉ. Hay lấy bút đỏ mẹ kẻ cho nó đẹp. Ừ. Tí nữa. Viết lên đây là kẻ sao? Đây là chữ A. Năm nay Ủa. cờ Khiếp chữ xấu thế. Cờ on con năm nay con 6 tuổi món quà Muốn một món quà là năm cái roi thật to, tại vì con thỉnh thoảng không ngoan lắm. Cái tò thế chẳng ra cái chữ gì cả. hiền quá. Đo sắc đỏ. Đó là Đó là con chưa nghĩ ra. ông cảm ơn con, thế là ông không phải tặng con nữa rồi. Đo sắc đỏ. L huyền là. Đó là gì ta? Đó là một món đồ chơi siêu đẳng. Đàn ông không biết là cái gì đấy. Búp bê Barbie đi ha. Đó là bất kể thứ gì mà ông có. Không. Con muốn một cái máy làm kem. Sao phải viết chữ y bình thường chứ, sao viết chữ y kiểu đấy? Chữ y đấy là chữ y in rồi đấy.
Cái gì? Một. Kem là cờ hay gì? Cờ. Cờ. Con muốn một món quà, đó là một cái máy làm gì đó. Làm kem. Cái máy sản xuất rồi. Điều ước của con phải thành hiện thực đấy. Vì con ít được ăn roi quá ông ạ. Con thèm ăn roi lắm ông ạ. Mời em cái kem. Kem à? Chẳng hỏi thăm ông gì, chưa gì đã đòi xin quà. Mẹ, mẹ, con biết chữ như con biết này nữa. Được, cũng được. Viết chữ đều vào. Đẹp không? Đẹp. N. Viết vào nhát thì siêu xấu, viết vào vở, viết vào đây siêu đẹp. N. Á. M. Âm. N âm năm. N cái này nhá. A y này nhá. A y năm nay con 6 tuổi. Cờ. A. N. An. Chữ nào viết như vậy? Con. Đầu chữ nào ở đâu? Đầu chữ nào nối với chữ A đâu sẽ viết như vậy? N viết như này cơ mà. Sờ ao sau sắc sáu. Tờ. U. Chữ to chữ bé rồi. Ô. Hả? Khỏe nhá. Đẹp mà. Đẹp mà. Tờ u ô y uây. Tờ uây tuê hỏi tuổi. Con muốn một. Con biết hoa. Chấm đi. Chấm chưa? Một cái chấm phải gần gần vào tim. Mình chấm xa quá. Mẹ em một cái chấm là một cái trái tim. Được không? Yeah. Hay một cái snowflake. Snowflake. Đọc lên. Nha. Không. Con không biết viết chữ cờ viết hoa. À đúng rồi. Viết to hơn một chút. Cờ. Đúng không? Thằng đâu?
Mẹ viết chữ to hơn rồi. Chữ cờ to, chữ o cũng to luôn à. Không dính gì cả. Chưa dấu chấm nha. Chưa hết câu nha. Phẩy, phải có dấu phẩy mà. Dấu phẩy như nào cả? Phẩy như này. Dấu phẩy như này á. Như này. Cong cong giống dấu hỏi ấy, nhưng mà nó ở dưới dòng kẻ. Như này. Nó. Rồi. Đờ. Biết bị nghiêng rồi. Đờ. Sau con phải căn đúng vị trí viết cho nó thẳng nha. Viết gần quá. Viết xa ra một chút. Mẹ ơi. Ai. Cái. Sắc. Cái. Mờ. Mày làm kem thật á? Vâng. Kem thật làm gì? Thích ăn kem mà. Nhà mình có mà. Lại ăn nữa anh. Cái chỗ thật này. Mày làm kem bằng nhựa. Mày làm kem đồ chơi. Không, mày làm kem thật. Thế con nghe mày làm kem thật vào. Kem thơ. Mày tí vậy. Tơ.
nặng thật. Rồi. Ô, cái này đã biết dấu phẩy rồi à? Không ai biết vào đấy làm gì. Đang máy làm kem tự nhiên lại biết dấu phẩy làm gì. Kem thật. Năm nay con 6 tuổi. Con muốn một món quà. Đó là một cái máy làm kem thật. Và viết bông tuyết. Viết lên cái kem vào đấy. Corn ice cream. Chấm cái gì nữa? Chấm nữa. How many? Four. Four for who? For Kim. For ice creams. For who? Wow. Fresh ice cream. Chocolate ice cream. Yes, yes. Aha. Một cả cherry nè, ngắn. Thì còn biết hết chỗ, biết cái lá ở đây. Không có kem que à? Kem đậu xanh. Một, hai, ba. Hai cái kim nữa là năm cái kim. For who? For me. Only you? Wow. Mommy and sister and my father. Sáu người mà. How many? No, four. How many people in our family? Six. Yeah. Ông bà. Grand. Diamond ice cream? No. What is this? It's a con người. Human ice cream? Yes. Con người ice cream. No, it's not con người ice cream. Diamond ice cream.
con sẽ viết mắt vào đây. The last one. 1, 2, 3, 4, 5. Last one. Eat thôi. The one cái kem nữa. Con sẽ vẽ một bông tuyết cái kem. Quay kem này rất là to. The snowflake looks like a maple leaf. Biết dấu chấm than. Biết dấu chấm than chưa? Biết rồi. Con biết rồi chứ. Con biết rồi. Rồi. Finish. And yeah. Color the letter. Okay. Goodbye. A color, goodbye.